Bây giờ mới đi trước mũi nha cả nhà. Hôm nay mưa gió quá, chút hơi chẹn tí. Nói vậy chứ không phải là không vẹt đâu nha cả nhà. Lý do là vừa quay vừa vẹt thì không được. Nên đổ vậy thôi. Ngày mưa gió lục lội, mưa ngày mưa đêm. Lúc trồng chè lại nó khỏi mưa, nó chạy mũi chè lại các nhà. Này vẹt trên tay đây mà đâu có vẹt được đâu. Ồ, có nguyên con cóc ở trong này nè cả nhà. Cho mày vào thùng luôn, cho mày ở luôn trong đó luôn. Tội. Thức thích cho ăn mũ. Vào đây. Ồ, cái này nó tràn. Tràn tô. Này tô lít 8 nhưng mà cũng được hơn nữa. Hơn nửa tô. Này nó vẫn còn chảy.